Rồi xin chào mấy anh em. Câu chuyện gặp nhau cuối tuần tập thứ 2. Hôm nay Điền Gâu có cái chủ đề gì? Chủ đề hôm nay là làm nông nghiệp, trồng cái cây trồng ở năm 2023 này khác gì so với thời đại trước. Trồng một cái cây mà mình nói trước đây với các bạn á, tùm lum hết, bao nhiêu thuốc thương hiệu, bao nhiêu đồ tốt, bao nhiêu cái thuốc các bạn cứ gặp khuôn đem ra là nẻ hết thuốc này tới thuốc kia, nẻ từ mancozeb chuyển qua nẻ robinep, nẻ robinep xong chuyển qua nẻ chutulanin, nẻ xong chuyển qua mấy nhóm lưu dẫn metalaxin hoặc là một số nhóm anjosotropin khác, rất nhiều hoạt chất trên thị trường, rất nhiều thương hiệu, rất nhiều nhãn mác. Mà có một cái rất là hài, cái nhãn đó ví dụ như bản thân cái người đại lý đó, người ta giới thiệu cho bạn, cái lúc đầu bạn không chịu xài, xong cái bạn xài đạt, cái bạn đi kiếm quần cái nhãn đó. Cuối cùng cái vấn đề là không có cái nhãn đó đi, rồi tôi tự giận, tôi bay vô lầu, tôi chết cho ông coi. Đó, cái vấn đề là nhiều khi nó nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà mình nói thiệt, khi mà các bạn xem clip, các bạn coi livestream của tôi, các bạn sẽ thấy mọi vấn đề nó cực kỳ nó đơn giản. Làm thì cứ theo quy trình, làm thì thứ keo combo, mà tất cả những cái quy trình của Điền Gâu làm, tất cả những combo Điền Gâu làm, anh em làm, thời gian anh em sẽ hiểu được tại sao phải xài combo đó, tại sao phải dùng combo đó. Rồi bây giờ tiếp theo Điền Gâu sẽ mách cho anh em một cái số gợi ý khi mà trồng cây, đặc biệt là cái câu chuyện hồi nãy, xử lý đất, xử lý giống và xử lý cây con. Năm 2023 này các bạn chỉ cần nhớ những quy tắc đơn giản. Quy tắc thứ nhất là bạn làm cho cái giống nó phải khỏe đi. Ngay từ đầu là cái giống nó phải khỏe. Và quy tắc thứ hai đó là bạn làm cho đất nó phải sạch. Và có một quy tắc nữa đó là giá thể, nếu như bạn có làm thì giá thể nó cũng phải sạch. Như vậy thì từ giống, cây con, giá thể và đất, bạn làm cho nó sạch trùng, sạch khỏe hết, coi như ban đầu mình nói thiệt với bạn, ăn chắc 80%. Như vậy thì để xử lý giống, để xử lý cây con, để xử lý đất, làm sao cho nó đơn giản, nó hiệu quả nhất, thì ok các bạn chịu khó xem tiếp clip nha. Có nhiều cái vấn đề, nhiều khi các bạn coi các bạn hay cười tôi là nói trời ơi cái gì anh Điền Gâu anh cũng hay nói là nano armor, không biết cái nano armor nó có cái gì đặc biệt mà tối ngày thấy ổng lúc nào ổng cũng quảng cáo nano armor. Mà nhiều khi mình nói thiệt với các bạn nha, đôi khi cái sản phẩm đó nó tìm tới Điền Gâu giống như là một cái sứ mệnh để cho nó có thể giúp được nhiều anh em giải phóng và quên đi là sử dụng quá nhiều lọn cào cào thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ cần mình ên cái nano armor đó thôi, bạn vừa có thể ngâm giống, mà cái khâu ngâm giống bây giờ nó quan trọng lắm. Và chỉ cần mình ên cái nano armor đó thôi, dùng để phun cây con, dùng để phun đất, sát trùng đất, thì bao nhiêu đó, giống như đầu clip Điền Gâu có nói, bạn chỉ cần làm đủ yếu tố ngâm giống, xử lý đất, phun cây con, dường như bạn đã thắng 70% từ lúc đầu rồi. Còn người Việt Nam đa phần nước tới chân rồi mới nhảy. Mà khi nước tới chân rồi mới nhảy, các bạn sẽ thấy là chi phí của các bạn nó nhóng lên khủng khiếp lắm. Điền Gâu cảm thấy là khi mà tôi đưa ra 5 bước của cái quy trình héo xanh, mình phải nói với các bạn là cực kỳ thành công cho tới thời điểm hiện tại. Hầu như những ai mua cái quy trình héo xanh đó thì dường như cái cây của họ rất ít bệnh, cây cực kỳ khỏe và chi phí phải nói là rất là thấp. Nó cực kỳ đơn giản, không cần bạn phải lọn cào cào lên quá nhiều cái hoạt chất. Nói chung là bữa nay phun thuốc gì rồi ngày mai phun thuốc gì nữa, không có một cái lập trình và một cái logic gì cả. Khi theo quy trình này các bạn sẽ thấy là cái đẳng cấp của Điền Gâu nó nằm hết trong tất cả các quy trình héo xanh 5 bước. Rồi chốt lại vấn đề, bữa nay là tập thứ 2 của câu chuyện cuối tuần, thì anh em có ý tưởng gì đó, anh em có cái nhu cầu gì đó, anh em cứ để lại dưới bình luận, Điền Gâu sẽ đọc bình luận tất cả các anh em. Và Điền Gâu sẽ làm những cái clip để giải quyết cái vấn đề đó cho anh em. Còn Điền Gâu hôm nay thì cũng có quảng cáo sơ sơ về 5 bước trong quy trình héo xanh. Anh em nào muốn được tư vấn và muốn tìm hiểu thêm về cái quy trình héo xanh này nó có gì đặc biệt, thì anh em có thể mua hàng qua Zalo của Điền Gâu nè, anh em có thể mua hàng qua TikTok, hoặc là qua Shopee, hoặc là Lazada. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên mua qua kênh Zalo. Thì kênh đó thì bên Điền Gâu sẽ có một cái hệ thống để tư vấn cho anh em nó hoàn chỉnh nhất, nó chỉnh chu. Chứ đôi khi anh em cứ tiếc tiếc có mấy đồng tiền ship mà cái giường của anh em nó tùm lum hết. Mua hàng qua Zalo là chuẩn chỉ nhất để shop tư vấn và chỉ cho anh em hết. Còn khi nào anh em gành rồi đó, rồi anh em muốn làm gì làm. Nhưng mà nhớ nha, muốn làm gì làm chứ cũng phải mua hàng của Điền Gâu nghe trời. Rồi bye bye, chào tạm biệt anh em.